Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 thì trận Thăng Long là một trận chiến ác liệt và chiến thắng lẫy lừng. Quân Giặc đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu gồm quân thủy và quân kỵ để tiến đánh Thăng Long. Còn tại Thăng Long, kinh thành đã bị bỏ trống, phố phường vắng vẻ. Trần Quốc Tuấn đã lập mưu cho người đóng giả vua đánh lạc hướng Giặc. Mặt khác, Trần Tung, tức Tuệ Trung Thượng Sĩ, lại gửi thư hẹn ngày ra hang với Giặc. Những mưu mẹo đó của triều đình đã làm cho Thoát Hoan và quân tướng Tửu Thật, quân kỵ và quân thủy của Giặc bị ta đánh cho tơi bời khu vực sông Thiên Đức và sông Cái. Với cách đánh quyết liệt của quân ta khiến cho quân Giặc phải khiếp sợ. Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Báo Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Biết thời gian vô cùng eo hẹp, dự liệu Giặc sắp đánh về Thăng Long, Hưng Đạo Vương bèn nói: Tâu Thượng Hoàng cùng quan gia, quân ta đã triệt bỏ toàn bộ phần lương thực gần 100 thuyền lớn do Trương Văn Hổ tổng quản. Hiện nay, Nhân Hoại Vương đang trọng trấn tại Vân Đồn và Khánh Dư sẽ đối trận với bất kỳ loại quân nào xâm nhập vào nước ta qua nẻo Vân Đồn, Bạch Đằng, Vạn Kiếp, chứ không cần phải đáo mình như trước khi ta đánh vào quân lương của Giặc. Và tiếp ứng cho Khánh Dư đã có Quốc Tản. Như vậy, lực lượng của Giặc tuy còn rất lớn, nhưng sức chiến đấu lại hết sức mong manh. Hiện thời Thoát Hoan vẫn chưa hay tin quân lương của nó đã bị tiêu diệt. Vừa nghe Hưng Đạo nói, Vui Nhân Tông liền bày tỏ: Bá phụ, sao ta không thả một ít tù binh Giặc bắt từ Vân Đồn với một vài vật lấy từ thuyền lương cho chúng đem về Vạn Kiếp cho Thoát Hoan? Phải đấy, Thánh Tông nói, nếu ta làm như vậy, ác Thoát Hoan phải tính chuyện lui quân ngay. Anh Quốc Tuấn tính sao? Thượng Hoàng hỏi. Hưng Đạo chưa kịp trả lời, Trung Minh Vương Trần Quang Khải đã vội nói: Huynh trưởng, không thể làm thế được. Thoát Hoan đưa quân vào nước ta là do mưu toan của cho nó. Ngô Tất Liệt muốn gom cả thiên hạ vào tay. Cuộc tái xâm lăng lần này, ngoài ý đồ thôn tính, còn có chuyện phục thù trận thua năm Ất Dậu. Từ khi Giặc vào cõi tới nay, ngoài việc mất sạch lương, lực lượng của Giặc thiệt hại không đáng kể. Nếu ta để cho Giặc rút an toàn, chắc sớm muộn chúng lại kéo nhau sang, khiến nước ta lúc nào cũng phải gồng mình lên chống Giặc, lúc nào dân nước cũng phải sống trong tình trạng bất an, thì an cư lạc nghiệp sao được. Vậy anh Quốc Tuấn tính sao? Thánh Tông hỏi. Tâu, đúng như điều Thượng tướng Châu Minh Vương vừa nói, nếu bây giờ để Giặc chạy thoát, chắc rồi Giặc lại sớm kéo nhau sang. Thần xin dâng kế đánh Giặc như sau. Lần trước Giặc sang cậy ưu thế về kỵ binh, nhưng ta không tiếp chiến với chúng trong mùa đông khô giáo, mà ta phản công Giặc vào mùa nóng bức, mưa lụt khiến kỵ binh Giặc trở nên vô dụng. Và khi cần chuyển quân hoặc chở quân tăng viện phải vượt qua sông khi nước lớn, chúng đều phải bó tay vì không có thuyền, không có quân thủy. Vì vậy lần này, Giặc đem vào nước ta tới hơn 700 chiến thuyền với hơn 10 vạn quân thủy, lại đem theo tới mấy chục vạn thạch lương nhằm tính kế lâu dài. Quân lương của Giặc ta đã tiêu diệt hoàn toàn. Nếu ta lại tiêu diệt được đội quân thủy này và không để cho chúng còn được một chiếc thuyền lành lặn quay về, chắc sẽ gây cho Giặc nỗi kinh hoàng để dạ. Và như thế có nghĩa là trong tất cả các chủng quân của chúng, không còn một chủng quân nào mà chúng nuôi hy vọng giữ được ưu thế với quân ta nữa. Từ đó có thể làm cho Hốt Tất Điện thoái chí, hoặc nếu có muốn xâm lược nước ta, chúng cũng phải tính toán kỹ và phải chuẩn bị lâu dài. Bá phụ, hiện nay Giặc đang quy tụ trong vùng Vạn Kiếp, chúng đóng quân theo thế thủy bộ liên hoàn, và với lực lượng lớn như vậy, liệu ta có nên đánh chúng vào lúc này không? Vương Nhân Tông hỏi. Tâu quan gia, đúng là ta không nên đánh Giặc vào lúc nó đang cảnh giác và có ưu thế phòng thủ, cho nên ta phải kéo Giặc chạy theo ta, phải căng nó ra, buộc nó phải giải quân như giải mành mành. Tới lúc đó, ta muốn tiêu diệt Giặc như thế nào là tùy ta chọn lựa. Khi mới vào nước ta, Thoát Hoan hăm hở đánh chiếm Nội Bàng, Vạn Kiếp, không mấy thiệt hại, nhưng chỉ mấy ngày sau đó, hơn 5.000 quân Giặc vào sau, khi qua ải Nội Bàng, đã bị quân ta chặn đứng và tiêu diệt gần hết, chỉ còn dăm 70 đứa thoát được về Tư Minh. Tâu, hiện nay ở sau lưng Giặc, quân của các tù trưởng đang quấy rối và chặn đường tiếp tế lương thảo của chúng. Mai đây, quân của triều đình sẽ phối hợp với quân của các tù trưởng cắt đứt đường tiếp tế lương thảo, sẽ hãm Giặc vào cảnh khốn đốn vì thiếu lương. Đương nhiên, Giặc sẽ sục sạo tìm cướp lương thực do dân cất giấu. Một đội quân 50-60 vạn mà phải lo kiếm lương thực từng bữa, sao quân có thể yên tâm đánh trận được? Nghe Hưng Đạo nói, Thượng Hoàng Thánh Tông lấy làm đẹp ý. Ngài gật gật đầu vẻ hài lòng. Đoạn ngài hỏi, kế của anh Quốc Tuấn khá vẹn toàn. Nếu gây cho Giặc thiệt hại đau đớn, thiệt hại to lớn, khiến những kẻ đã tham chiến mỗi khi nghĩ đến Đại Việt là sởn da gà,
Vì vậy, mỗi khi Hốt Tất Liệt có lệnh Nam Chinh, sẽ có nhiều người can gián buộc y phải cân nhắc. Tuy vậy, làm thế nào mà căng được quân nó ra? Làm thế nào buộc nó phải giải quân thưa thoáng như giải manh manh? Tâu chỉ nay mai giặc sẽ đánh qua sông Thiên Đức, quân ta cũng kháng cự vừa phải rồi nhường đường cho nó. Tiếp theo, giặc sẽ tiến vào Thăng Long. Mục đích của giặc là truy đuổi hai vua, truy đuổi thần. Vì vậy, xin Thượng Hoàng và quan gia cho phép quân đóng giả xa giá, cho chúng cứ đuổi theo Hút. Vừa đuổi theo ta, chúng vừa phải giải quân giữ các miền đất quan trọng chúng vừa chiếm được như Thăng Long, Hoa Lư, Thiên Trường. Và sớm mai, xin Thượng Hoàng và quan gia cùng thần quay về lộ Hải Đông để điều hành việc đuổi giặc. Tâu cũng như lần trước rút khỏi Thăng Long, quan gia có dụ triều quan rằng cho giặc ở trọ ít bữa rồi ta sẽ đòi lại. Hưng Đạo mỉm cười, khẽ ve vuốt chòm râu bạc và chậm rãi. Tâu, lần trước ta cho giặc ở trọ hơi lâu, lần này chắc Thoát Hoàn không được phép dây dưa. Và lại giặc muốn đánh nhanh thắng nhanh, ắt chúng sẽ bộc lộ nhiều sơ hở, ta càng dễ đánh. Cả hai vua và Quang Khải đều cho kế phá giặc của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương là thượng sách. Việc đóng giả xa giá và dụ giặc trao lại cho Thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cùng các tướng Phạm Ngũ Lão, Trần Toàn đảm trách. Lại nói Thoát Hoàn ở Vạn Kiếp, sau khi đã chiếm được một vùng gồm 6 con sông, bao lấy cả lưu vực có đồng bằng rộng lớn, lại thêm núi rừng hiểm trở và đường giao thông thủy bộ rất thuận lợi cho việc phòng thủ cũng như tiến công. Cùng với đội quân thủy đông đảo hùng mạnh với hơn 700 chiến thuyền cùng cả vạn quân kỵ phối với mấy chục vạn quân bộ nữa, Thoát Hoàn hy vọng sẽ đè bẹp đội quân com cõi của nhà Trần vào bất cứ lúc nào, mùa nào, thời tiết nào. Tất cả các chủng quân đã về hội đầy đủ tại Vạn Kiếp, chỉ còn chờ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ nữa thì sẽ phái binh đi đánh khắp nơi, đi chiếm Thăng Long, bắt vua Trần và Hưng Đạo về trị tội. Đóng quân yên vị, bố phòng cẩn mật, Thoát Hoàn cho triệu các tướng cầm đầu các đạo quân vào chướng hổ để nghị bàn. Điểm mặt ta thấy có Bình Chương Chính Sự Áo Lỗ Xích, Hữu Thừa A Ba Chi, Tả Thừa A Ly, Hữu Thừa Trịnh Bằng Phi, Tham Chi Chính Sự Ô Mã Nhi Bạt Đô, Tham Chi Chính Sự Phan Tiếp và các tướng Bôn Khan Đa, Arik Khaya, Ô Vi, Trương Ngọc, Lưu Khuê, A Rốt và các chư vương Mang Khu Đai, A Tài. Đặc biệt hơn cả là vị thân vương Tích Lệ Cơ. Tích Lệ Cơ Vương là anh em họ với Hốt Tất Liệt, cha của Thoát Hoàn. Xưa trong nhiều sách thường gọi người này là Tích Lệ Cơ Ngọc. Sự thật là do một bản in nào đấy nhè mực có thêm một chấm đã biến chữ vương thành chữ ngọc. Mở đầu Thoát Hoàn hỏi, các ông có biết vì sao lần trinh giao chỉ này quân ta tiến nhanh như vậy không? Các tướng còn cân nhắc chưa kịp trả lời, Thoát Hoàn đã lại nói, theo ta, giặc tuy có ra sức chống cự, nhưng lực lượng của chúng yếu và mỏng. Ngay như ải Nội Bàng, cuộc chiến năm Ất Dậu, Hưng Đạo đánh nhau với ta quyết liệt lắm. Nhưng lần này, ta chỉ cho quân đánh dấn lên một tí, Hưng Đạo đã bỏ chạy. Sớm hôm sau, ta sai phó tướng Bình Chương, Agu Rúc Chi, Áo Lỗ Xích, dẫn 1 vạn quân bộ với 2.000 kỵ binh tiến chiếm Vạn Kiếp. Hưng Đạo bỏ chạy chứ không dám giao chiến. Thế mà lần trước các tướng A Lý Hải Nha, Lý Hằng, Lý Quán và cả Trịnh Bằng Phi đây nữa phải đánh tới mấy ngày mới lui được Hưng Đạo. Như vậy có phải cuộc chiến năm Ất Dậu ta đã tiêu diệt gần hết sinh lực của An Nam và nó chưa kịp hồi phục? Vừa nghe chủ tướng nói, nhiều người gật gù vẻ thán phục. Ô Mã Nhi tiếp lời ngay, Đâu Trấn Nam Vương, quả là quân An Nam kháng cự không hơn lũ giặc cỏ. Hải binh của tiểu tướng cứ băng băng rẽ nước như đi vào chỗ không người. Vậy mà cứ ngoa đồn An Nam giỏi thủy chiến. Nhân đà quân khỏe, giặc đang sợ hãi trốn tránh, xin Trấn Nam Vương cho đánh sớm. A Dục, viên tướng chỉ huy mấy trận thủy chiến với quân Đại Việt trong khu vực Tam Đái Giang, ngoài bị thiệt hại về quân số và chiến thuyền, y còn bị mất viên tướng Vạn Hộ Đương Tâm. Thiệt hại tuy không lớn, nhưng sự thiện xảo của quân thủy An Nam thì không thể coi thường. Nghĩ vậy, A Dục bèn lên tiếng, bẩm Trấn Nam Vương, đúng là tiềm lực của giặc không có gì đáng kể, nhưng quân thủy của chúng cũng vào loại thiện xảo, nên đề phòng thì hơn. Bôn Khada, viên dũng tướng cùng Trịnh Bằng Phi dẫn quân qua ải Chi Lăng bị quân Trần chặn đánh khốc liệt, nhưng rồi chúng cũng qua được ải này. Nhưng bị cái nhục, bọn châu chấu cất vẫn còn hậm hực, nên thấy A Dục tỏ ý khen đám quân thủy của người An Nam. Bôn Khada tỏ vẻ bực giận, vội nói, quân An Nam tuy có kháng cự lại quân Thiên Triều, nhưng xem ra thực lực quân nó chẳng có gì. Vì vậy, chứ có khen nó mà làm mất nhuệ khí của quân ta.
Các tướng kẻ nói quân An Nam yếu, kẻ bảo quân An Nam cũng đánh giỏi, nhưng tự chung đều coi quân An Nam đã suy sụp, thực lực không còn gì đáng kể, chỉ quét vài trận là xong. Thoát Hoan nhìn các tướng vẻ hài lòng, nhưng vẫn có điều chưa an tâm, liền hướng về phía Ô Mã Nhi hỏi. Tham Chi Bạt Đô, cứ sao Trương Văn Hổ và đoàn quân Lương vẫn chưa thấy tới là thế nào? Hay là quân Giao Chỉ đã lén cướp mất lương thực của ta rồi? Tham Chi Chính Sự Ô Mã Nhi bèn thưa. Tâu Trấn Nam Vương, tải lương là loại thuyền mảnh to, mỗi thuyền chở tới mấy trăm thạch, làm sao mà đi nhanh được ạ? Còn quân Giao Chỉ thì vương khỏi phải bận tâm. Và lại, Trương Văn Hổ, cha con y chuyên nghề cướp biển, thì còn kẻ nào cướp được của y nữa? Ấy là chưa kể một đội 5.000 quân thiện xảo đi hộ tống cho đoàn thuyền Lương nữa. Và lại, mỗi thuyền cũng có tới 5-60 quân hải hành được trang bị khí giới đầy đủ. Chắc chỉ nay mai, Trương Văn Hổ sẽ về châu dưới trướng. Thoát Hoàn ngoái nhìn viên phó tướng hỏi, việc trong quân thế nào ông Bình Trương? Ấy là ta muốn hỏi các việc về hậu cần như lương thực cho quân, cỏ cho ngựa, thuyền bè đóng bù vào số đã mất, đã hỏng, trong lúc giao tranh lại cũng phải đóng thêm để dự trữ khi cần, rồi trong quân có bị đau ốm do thời tiết, thủy thổ không hợp. Kể cả việc ta dự liệu tiến đánh Thăng Long, truy bắt cha con Nhật Huyên và Hưng Đạo, ông chủ hoạch đến đâu rồi, bao giờ thì khởi sự được? Áo Đỗ Xích là một viên tướng dạn dày kinh nghiệm chiến trường, được đào tạo qua tay của A Lý Hải Nha, Hốt Tất Liệt tin cậy trao cho chức Bình Chương Chính Sự, cho ở cạnh Thái tử Thoát Hoan ngày đêm giúp dập trong công cuộc Nam Chinh. Nghe chủ tướng hỏi, viên phó tướng liền đáp, bẩm Trấn Nam Vương, lương thực do quân mang theo đủ ăn trong 10 ngày. Tuy nhiên, số lương thực do quân sục sạo vào các nơi cất giấu của dân chúng thu về cũng đủ nuôi quân khoảng 20 ngày nữa. Hiện còn một số lúa chín muộn dân Giao Chỉ bỏ trốn chưa kịp gặt, tôi đã cho lũ lính Giang Nam đi gặt về và phơi phóng. Số lúa này còn đang tận thu chưa tính được. Và lại nay mai, đội quân tải lương của Giao Chỉ hải thuyền Vạn Hộ Trương Văn Hổ chở đến mấy chục vạn thạch lúa gạo, cỏ ngựa và cả binh khí nữa thì việc lương thảo có thể yên tâm được. Đúng là cỏ ngựa hiện nay đang là mối lo, bởi giữa này mùa đông thì cỏ lụi, mùa hè thì cỏ hôi. Ngựa của ta chỉ quen ăn cỏ trên thảo nguyên, nếu không có cỏ khô phải cho ăn bằng lúa thì vô cùng tốn kém. Nuôi một con ngựa bằng nuôi cả chục tên quân. Sức khỏe trong quân hiện nay đang tốt bởi khí hậu cũng lạnh se như phương Bắc. Tuy nhiên, nếu trời đổ mưa dầm thì lũ quân Giang Nam chỉ tìm nơi đốt lửa sưởi, mà quân phương Bắc cũng rất khó chịu. Lại thêm nỗi Tết Nhất sắp đến, đám quân người Trung Hoa càng tỏ vẻ nhớ nhà. Việc đóng thuyền bè đang trôi chảy. Ngoài việc đóng thuyền mới, quân còn đi cướp được của dân thuyền trài Giao Chỉ cũng được vài trăm chiếc có thể dùng tạm được. Bẩm Trấn Nam Vương, theo tôi nghĩ, quân không nên cho nghỉ lâu sinh trễ biếng, quân tụ dễ nảy chuyện không hay. Chi bằng ta cho quân đánh thần tốc về Thăng Long, nhân sắp Tết, cha con Nhật Huyên đang lo cúng tế tổ tiên, chắc quân nó có phần bê trễ. Thoát Hoan tỏ vẻ hài lòng, bèn hỏi lại, vậy lúc nào ta có thể khởi binh được? Áo Lỗ Xích đáp, tâu, nếu Trấn Nam Vương ra lệnh, quân có thể lên đường bất cứ lúc nào. Các tướng nghe ta nói đây, Thoát Hoan hạ lệnh, mọi chủ quân đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong 2 hoặc 3 ngày nữa, ta xuất binh đánh Thăng Long. Đầu giờ thìn ngày mai, các tướng đến nhận kế tại doanh của ông Bình Chương. Vừa nói, Thoát Hoan vừa chỉ tay vào viên phó tướng Áo Đỗ Xích. Tiếng hô đồng thanh, tuân mệnh, rồi ai về trại ấy. Tại Thăng Long, Hưng Đạo đã rước hai vua xuống thuyền từ nửa đêm, xuôi về đại bản doanh của ông để các ngài giám sát thế trận và cả huấn hỗ khi cần. Cùng đi theo hai vua có Thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải cùng một số quân của phủ Chiêu Minh, các vệ Tả Hữu Kim Ngô, Thần Bổng, Tứ Thiên, Tứ Thánh đều theo vua hộ giá. Và khi cần, quân hộ giá sẽ là quân tăng viện. Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão đã vào Cấm Thành nhận mệnh. Chỉ còn các phó tướng trấn tại cửa sông Thiên Đức nối với sông Cái, cổng vào Thăng Long bằng đường thủy. Thành Thăng Long vắng hoe, phố phường không một bóng người. Ngay cả đám khách chú cũng buộc phải di tán sâu về các biển quê khuất lấp. Bởi như cuộc kháng giặc năm Ất Dậu, dân khách chú ở lại thuần đi lùng sục khắp nơi lấy lương thực, thực phẩm về bán cho giặc. Cũng không ít kẻ chỉ đường dẫn lối cho giặc đi đánh quân ta hoặc moi móc các hầm cất giấu lương thực. Thỉnh thoảng lại có một toán dân binh phối với quân Tứ Xương đi tuần tra các phố, đề phòng quân gian hoặc trộm cắp lọt vào hôi của. Mờ sáng ngày 23 tháng Chạp, Hữu Thừa Abachi lĩnh 2.000 kỵ binh xuất phát từ Vạn Kiếp. Hữu Thừa Trịnh Bằng Phi
lĩnh 20.000 bộ binh xuất phát bằng thuyền từ Lục Đầu Giang ngược về phía sông Thiên Đức. Tham tri chính sự Ô Mã Nhi và tham tri chính sự Phản Tiếp đem theo 400 chiến thuyền cùng 50.000 quân thủy. Sau khi đánh chiếm Thăng Long, nếu chưa bắt được cha con Nhật Huyên và Hưng Đạo thì truy đuổi tiếp và tách ra một bộ phận cùng với quân kỵ về chiếm Thiên Trường, Long Hưng. Khoảng đầu giờ Thân, ngày 23 tháng Chạp, quân kỵ của giặc đã tới đoạn gần ngã ba, nơi sông Thiên Đức và sông Cái gặp nhau. Sông Cái là sông Hồng, dòng sông này gọi tên theo địa danh từng vùng. Sông Hồng chỉ là tên gọi do người Pháp thấy dòng nước phù sa đỏ, nên trong bản đồ địa lý họ ghi sông Hồng. Abachi ghìm cương ngựa nhìn dòng sông mà ngán ngẩm, cho dù mùa nước cạn xem ra vẫn còn mênh mang lắm, và nước vẫn chảy xiết như thể ném lao. Y khẽ hất bả vai trái, nơi mắc hai cây cung, một dài, một ngắn. Lập tức cây cung ngắn tách ra khỏi bả vai, tay phải y đỡ lấy và vòng tay trái về phía sau gáy, nhón một mũi tên từ trong giỏ đeo sau lưng. Chỉ trong chớp mắt, Abachi đã kịp lắp tên và dương cung căng hết cỡ, bắn trúc xuống lòng sông. Mũi tên nổi bềnh lên ngay sau đó. Abachi xoay ngựa đi lại mấy vòng quanh khu vực để quan sát địa hình. Y phóng tầm mắt nhìn qua sông Cái về phía bờ Tây, biết ở phía sau những dải rừng xanh mút tầm nhìn và lúc nào cũng phủ mở sương khói kia là kinh thành Thăng Long. Muốn vào Thăng Long, đương nhiên phải vượt qua được dòng sông vừa rộng vừa sâu này. Sông rộng, nước sâu, kỵ binh muốn qua phải có cầu phao hoặc phải dùng thuyền. Abachi lấy mắt ước lượng chiều rộng của lòng sông Cái, y vẫy một kỵ đội theo sau để thám sát nơi nghi là trận địa của quân Đại Việt mà y gọi là nơi quân giao chỉ ẩn nấp. Gần cuối giờ Dậu, chiến thuyền của Ô Mã Nhi Phản Tiếp cũng đã tới. Quân bộ đưa lên bờ phối với quân kỵ đứng sợp cả bờ sông. Trời chạng vạng tối, gió bấc thổi biên man, mưa dầm nặng hạt, đâu đó tiếng chuông chùa ngân nghe như ứ nghẹn trong cảnh chiều thê lương. Cả một vùng đồng ruộng sông nước rừng rậm tịnh không một bóng người qua lại, không cả một làn khói bếp. Nếu không có tiếng chuông nhà Phật cứu rỗi, ta ngỡ đây là vùng đất chết. Viên Bình Chương chính sự phó tướng Áo Lỗ Xích đang đứng quan sát xem đối phương phục quân ở đâu và quân Nguyên sẽ giằng thế trận ở đâu. Chợt nghe tiếng chuông khiến y thẫn thờ. Kỳ lạ, viên hữu thừa Abachi dẫn kỵ đội tới đây thì dừng lại. Ô Mã Nhi Phản Tiếp, Trịnh Bằng Phi vừa tới đây cũng cho quân dừng lại. Dường như lũ tướng giặc dạ dày trận mạc này có cái mũi thính của loài diều quạ. Thoáng chút là chúng đã đánh hơi được mùi tử khí. Bóng tối ập xuống nhanh như một cái bẫy sập, và gió rét luồn lách vào tận tủy xương, khiến đám quân Nguyên cứ xích lại gần nhau, vừa tránh gió, vừa truyền hơi ấm cho nhau. Lũ ngựa phương Bắc, tuy quen cái lạnh băng tuyết của vùng Thảo Nguyên, cũng tỏ vẻ khó chịu với cái lạnh khắc thường của xứ sở xa lạ này. Chúng luôn đập móng, đổi chân, cử động thân thể, dường như chúng làm thế là để chống lại cái giá lạnh của phương Nam. Giữa lúc các tướng giặc còn đang quan sát địa hình, bất thình lình có một tiếng nổ, rồi nhiều tiếng nổ vang ầm như sấm động. Và từ mọi phía, quân Đại Việt ào lên đánh vỗ mặt quân Nguyên với các loại binh khí như giáo mác, mã tấu, đoản đao. Quân Đại Việt xuất hiện như một thứ âm binh đội đất lên và xông thẳng vào đám giặc còn đang ngơ ngác. Quá bất ngờ, cả tướng và quân giặc đều hốt hoảng, dẫm đạp lên nhau, tìm đường tháo chạy. Quân ta chém giặc mỏi tay, cho tới khi lũ giặc lùi khỏi tầm tay, thì các chiến binh Đại Việt lại dùng cung nỏ bắn đuổi. Người ngựa chết lăn quay hoặc dẫm đạp lên nhau, khiến những tên giặc đang ngắt ngoài kêu rên, la hét, thật là thê thảm. Đây là đám giặc trên bộ, còn đám giặc dưới sông, nơi gặp gỡ giữa sông Thiên Đức và sông Cái, Ô Mã Nhi Phản Tiếp đang nghênh ngang cho quân xuôi thuyền về phía Hạ Lưu, phía kinh thành Thăng Long, với vẻ coi thường quân Đại Việt và với ý muốn tiến thật nhanh về Thăng Long, mưu lập công đầu. Ô Mã Nhi sai quân ứ thế song buồm, chứ không chở quân kỵ quân bộ đi trên bờ sông cùng nương tựa vào nhau mà tiến. Do vậy cùng lúc các quân kỵ quân bộ của giặc ở trên bờ bị đánh tơi tả, tránh nhau tháo chạy, thì trên mặt sông quân ta tập trung mọi nỗ lực bắn cháy ngay lập tức gần chục chiến thuyền đi đầu. Do buồm bị cháy, dây lèo bị đứt, thuyền chững lại quay ngang và những chiếc đi sau không hãm kịp cứ thế đâm vào nhau gãy vỡ liên hoàn. Trong thoáng lát, nước tràn làm chìm hết chiếc nọ đến chiếc kia và chúng dính mắc vào nhau cản đường tiến thoái. Trong lúc giặc đang rối loạn thì chiến thuyền của quân ta phục trong các khe lạch
hoặc ẩn trong các bờ cói lác cao lút đầu người, ùa ra đông như lá tre, quây chặt lấy đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi. Quân ta đánh rất táo bạo, nhảy ao lên thuyền giặc, đâm chém giằng co vật lộn, rồi đẩy chúng xuống sông hoặc kéo giặc xuống sông mà dìm chết. Giữa lúc giặc đang hoảng loạn thì từ bốn phía đều vang lên tiếng tù và, tiếng trống đồng, tiếng hò reo vang dội khắp mặt sông. Khắp bốn bề đều thấy lửa cháy bốc cao ngút trời và các âm thanh nhọn sắc từ trống đồng phát ra làm lộng óc quân thủ, khiến tâm thần chúng càng thêm hoảng loạn, không biết chống đỡ bằng cách nào. Quân ta đánh ao ạt chừng nửa canh giờ, vừa đốt vừa đánh đắm tới 50-60 chiến thuyền. Giặc vừa bị quân ta giết trên thuyền, đẩy xuống sông hoặc lôi giặc xuống sông dìm chết, hoặc chúng lúng túng chết theo thuyền chìm, hoặc chúng chạy trốn nhảy liều xuống sông do không biết bơi mà chết. Tất cả những cái chết ấy khiến giặc hoảng sợ và chống đỡ thật là yếu ớt. Ô Mã Nhi phản tiếp ở phía sau, thấy tình thế bất lợi, thúc quân tiến lên tiếp chiến. Nhưng trong đêm cuối năm, trời tối đen như mực, không phân biệt đâu là quân Nguyên, đâu là quân Việt. Ô Mã Nhi sai hàng trăm chiến thuyền chắn ngang dòng sông, vừa để trợ chiến cho các chiến thuyền đang đánh nhau ở phía trước, vừa ngăn không cho quân Đại Việt tiến lên. Vì thế, những chiến thuyền quân Nguyên đang bị quân Đại Việt bao vây, mặc nhiên bị bỏ rơi và mặc sức cho quân Đại Việt chém giết tơi bời. Chừng như việc giáng cho quân Nguyên một đòn như thế là đủ, bỗng một loạt pháo thăng thiên làm sáng rực cả trời đêm và tiếng trống đồng cùng tiếng kèn hối thúc. Như phía Đại Việt lại sắp mở một đòn tiến công khốc liệt, khiến quân Nguyên thay vì chống đỡ yếu ớt, chúng liền co cụm lại với nhau. Chính lúc đó, quân Đại Việt biến vào bóng đêm như họ đột ngột xuất hiện. Trận đánh bất ngờ giữa quân Đại Việt khiến cả quân bộ, quân kỵ, quân thủy của Thoát Hoan thiệt hại nặng nề, và chúng phải lui quân tới 20 dặm mới dừng quân hạ trại và chờ qua 3 ngày sau mới dám tiến binh. Lần này giặc tiến quân thận trọng hơn, hai quân mã bộ nương tựa vào nhau và có cả bộ phận đi song hành với quân thủy trên bờ sông. Đoạn đường từ sông Thiên Đức về tới trại Bồ Đề Gia Lâm, giặc phải đi dòng giã suốt một ngày đêm, nhưng không gặp bất cứ một sự ngăn chặn chống đối nào của quân Đại Việt. Thất Hoàng sai lập doanh trại và cho quân mai phục đúng như cách đây mấy năm y đã chiếm đóng khu vực này. Vừa hạ trại xong được vài canh giờ, quân tuần thám đã bắt đưa về đại bản doanh một người bản xứ mà chúng cho là quân gian tế. Xét hỏi người đó dâng lên một bức thư, chúng dâng thư đó đến tận tay Trấn Nam Vương Thoát Hoan. Thoát Hoan sai hữu thừa Trịnh Bằng Phi mở đọc thư rằng Hưng Ninh Vương Trần Tung cúi đầu kính dâng thư này lên Trấn Nam Vương. Nghe danh đại vương từ lâu, nay mới được thấy oai trời. Quốc vương tôi run sợ, sai tôi viết biểu trần tình. Kính bẩm đại vương, nước tôi bé nhỏ, nép ở góc cùng trời cuối biển, một lòng thờ thượng quốc, đời đời là nước Vên Dậu. Không hiểu vì cớ gì, năm Ất Dậu thiên tử phái đại binh sang giày xéo vương thổ, đốt phá vương đình, tàn sát sinh linh, khiến nước tôi lâm vào suy kiệt. Chưa được 3 năm, tang tóc còn bao phủ khắp chốn cùng nơi, dân tình còn điêu háo. Nay không hiểu vì cớ gì, thiên binh lại ầm ầm vào cõi, khiến trăm họ sợ hãi trốn chạy vào rừng sâu hang núi, làm quốc chủ tôi hết sức đau lòng. Thương dân vô tội phải chịu lầm than, quốc vương tôi tự biết vận nước nhỏ, không thể chống lại nước lớn. Sức con bọ ngựa sao cản nổi chiếc càng đại xa. Vậy xin đại vương nới tay tàn sát cho dân tôi được sống yên ổn, để quốc vương tôi thu xếp ngày một ngày hai sẽ tới diện trình tại nơi chứng hộ. Thư nói chẳng hết lời, kính mong đại vương đèn rời soi xét và xin sớm được hồi âm để hẹn ngày ra mắt. Tuệ trung thượng sĩ Hưng Ninh Vương Trần Tung kính bái. Nghe lời lẽ trong thư tỏ ra nhu thuận, Thoát Hoan gần như có phần hài lòng. Y quay hỏi Tả Hữu, các ông thấy thế nào? Có phải An Nam núng thế xin hàng hay nó định trá hàng đây? Hữu thừa Trịnh Bằng Phi tỏ ra am tường người Đại Việt, y nói luôn, bẩm Trấn Nam Vương, dân giao chỉ cháo trở, xin chớ vội tin. Bình Trương Áo Lỗ Xích lại nói khác, cứ xem cách đánh của người giao chỉ cũng có phần kiên cường quyết liệt, nhưng vì lực nó quá yếu nên từ khi ta đưa quân vào đất nó tới nay chưa có ải nào nó giữ nổi lấy 3 ngày, chưa có trận nào gọi là đại trận. Vì vậy việc nó xin hàng đây có thể tin tới 6-7 phần, xin Trấn Nam Vương cân nhắc. Tham tri chính sự Ô Mã Nhi cũng xin nói, An Nam thường tự phụ có đội quân thủy thiện xảo, thế mà khi quân thủy binh của ta vào nước nó chỉ có vài trăm đứa ở mũi Ngọc Sơn đánh đắm nhì nhằng như bầy giặc cỏ, đại binh ta chưa kịp ra tay thì chúng đã trốn chạy không biết đâu mà truy tầm nữa.
Cùng với các cửa ải lần này, chúng kháng cự đều yếu ớt, chứng tỏ cuộc chinh phạt năm Ất Dậu mới đây của Trấn Nam Vương đã làm suy kiệt nước nó. Vì vậy, việc Nhật Huyên phải đưa anh họ nó ra xin thương thảo đầu hàng với Trấn Nam Vương là bởi An Nam đã tới bước đường cùng. Tuy vậy, để chúng không còn khả năng cháo trở như ông Hữu Thừa Trịnh Bằng Phi vừa tâu báo, xin Trấn Nam Vương cho đánh dốc vào Thăng Long, truy bắt cho bằng được cha con Nhật Huyên và Hưng Đạo. Nếu bắt được mấy người này, cuộc chinh phạt An Nam coi như hoàn tất. Trấn Nam Vương chỉ việc chia giao chỉ thành quận huyện, đặt quan cai trị và ngày xin với thiên tử ở lại làm tiểu vương ở cái xứ rừng vàng biển bạc này chẳng hay lắm sao. Nghe Ô Mã Nhi nói, Thoát Hoan cảm thấy nhẹ người, vậy y cảm như chiến thắng trọn vẹn đang trong tầm tay. Tả thừa Ali cũng phụ họa, tâu Trấn Nam Vương, sau khi đặt quan cai trị xong, Trấn Nam Vương nên nghĩ ngay đến việc bức hàng Champa, Chân Lạp, Tiêm La, cả một dải đất phương Nam mênh mông và giàu có phụ vào đế quốc của thiên tử. Sau kỳ công vĩ đại này, chắc thiên tử sẽ hài lòng ân thưởng cho chủ tướng và tiến phong ngài tước đại vương. Thoát Hoan nghe Tả Hữu tâu báo, thấy đều có lý, hắn có vẻ hài lòng, liền phán: nếu được như điều các ông nói, mà ta chắc sẽ được như vậy, ta cũng muốn ở lại đất này. Và nếu ta được thiên tử mong ân cho ở lại, tất ta không chịu cho các ông về lại Trung Nguyên đâu. Chẳng nhẽ khi gian nan có nhau, mà khi hưởng phú quý, lại chỉ có một mình ta sao? Ngẫm nghĩ giây lâu, Thoát Hoan lại nói: ta thấy Ô Mã Nhi nói cũng có lý, nhưng nó đang sợ hãi, ta phải cấp kỳ truy đuổi, bắt được bọn đầu sỏ ương bướng trái mệnh, chắc công việc bình định của ta sẽ sớm viên thành. Vậy các ông thử bày kế, trong những ngày tới nên tiến binh thế nào? Liệu ta có thể chia binh quây gọn Thăng Long mà bắt lấy chúng không? Ô Mã Nhi xin nói: Âu Trấn Nam Vương, muốn quây gọn Thăng Long, ta phải có quân ở mặt Nam. Điều này hiện thời chưa làm được, bởi quân ta và quân Giao Chỉ đang phân chia thành hai tuyến Bắc Nam. Muốn có quân mặt Nam, ta phải cho quân thủy đi đường biển vào cửa Đại An, chiếm lấy Thiên Trường, rồi từ Thiên Trường tiến về Thăng Long theo hai đường thủy bộ, và từ mặt Bắc này ta vượt qua sông Cái để úp lấy Thăng Long. Không, không thể làm như vậy được, Thoát Hoan chặn ngay. Làm theo kế của Ô Mã Nhi thì trọn vẹn nhưng quá chậm, e rằng cha con Nhật Huyên chạy trốn đến tận Champa mất. Theo ta, phải đánh cấp kỳ, phải dùng đại lực lượng mà uy hiếp nó, phải đuổi thật gấp để nó không trốn chạy đằng nào cho kịp. Thoát Hoan nhìn chư tướng và dừng lại nơi Áo Đỗ Xích và hỏi: Agurukchi, ông tính sao? Bẩm vương, ý của vương đã sáng suốt, nên thực hiện ngay để quân kia không kịp trở tay. Hữu Thừa Abachi cũng hùa theo: bẩm, khi giặc đã ở thế yếu, thời phải đánh cho nó không kịp xoay trở, khiến nó chạy không kịp thở nữa. Làm theo kế của Trấn Nam Vương là thượng sách, để chặn giặc không kịp tháo chạy, không nhất thiết phải phái thủy đội hùng mạnh như Bạt Đô tướng quân nói. Và theo tôi, ta nên phái 5.000 kỵ binh phi thẳng về Thiên Trường, chặn đứng cửa hải thị để giặc không có đường trốn ra biển. Nếu Trấn Nam Vương cho phép, tôi xin lĩnh kỵ đội đi chặn giặc. Với vẻ khoái hoạt, Thoát Hoan nói lớn: các tướng bàn rất hợp ý ta, các ông về lo liệu việc quân mình cho chu đáo. Giờ xỉu ngày kia ta tiến đánh Thăng Long, sau khi đại quân đã qua sông, Hữu Thừa Abachi đem toàn bộ kỵ đội của ông duỗi ngay xuống Thiên Trường chứ không dừng lại Thăng Long. Ô Mã Nhi Bạt Đô cũng đem hơn 300 chiến thuyền đuổi gấp cha con Nhật Huyên. Hữu Thừa Trịnh Bằng Phi đem 5.000 quân đánh qua Trường Yên, chặn đường Thiên Lý, không cho quân An Nam chạy trốn vào Thanh Hóa. Bình Chương Chính Sự phó tướng Áo Đỗ Xích sau khi đã cho quân an vị ở Thăng Long phải quay trở lại ngay Vạn Kiếp để phòng Hưng Đạo có thể tập kích lấy lại căn cứ của ta. Các ông nên nhớ, Vạn Kiếp vừa là đầu não, vừa là huyết mạch của chiến trường An Nam. Ai chiếm được nó sẽ làm chủ đất này. Như có điều gì ám ảnh, làm Thoát Hoan đột nhiên biến sắc mặt, giọng có vẻ lo âu quay về phía các tướng và hỏi: đã hơn một tháng, sao vẫn chưa thấy đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ tới, là cớ làm sao? Câu hỏi của Trấn Nam Vương khiến mọi người giật thột như bước chân trần lên mặt hồ đóng băng. Quý vị và các bạn,
đánh tan đội thuyền chở lương thực của giặc Nguyên Mông trên biển Vân Đồn, quân ta tiếp tục phải chiến đấu với những đội quân còn lại của giặc Nguyên Mông. Trần Quốc Tuấn đã cho quân phối hợp với tộc người Man trên Mạn Bắc để chặn đường tiếp tế lương thực của quân giặc từ Tư Minh, Băng Tường, Sa. Hưng Ninh Vương thì thực hiện quấy rối giặc ở đồng bằng. Còn tại Thăng Long, ông cho rước Thượng Hoàng và Đức Vua về đại bản doanh của ông để vừa quan sát vừa chỉ đạo khi cần, đồng thời cho người đóng giả vua chạy theo hướng khác đánh lừa quân giặc. Kinh thành Thăng Long thì bỏ trống, tất cả người dân quanh kinh thành cũng đã thực hiện kế thanh dã vườn không nhà trống. Phía quân Nguyên, một đội quân gồm một nửa quân kỵ và hơn 300 chiếc thuyền chở đầy áp quân để đi bắt Thượng Hoàng và Đức Vua. Một đội quân tiến thẳng về Thiên Trường. Tại đây chúng đã làm một việc xúc phạm đến các phần mộ của dòng họ Trần, đặc biệt là phần mộ của Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Hí Trà. Đêm lạnh trong chiếc lán dựng tạm nơi rừng sâu, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương vẫn lúi húi rắc cát trên mặt phản ghép từ 4 mảnh gỗ. Ông giả định các đường tiến binh của giặc, đâu là quân thủy, đâu là quân bộ, quân kỵ, chỗ nào ta đặt phục binh, chỗ nào nghi binh, đều có các dấu phân biệt như mũi tên, hình tròn, hình vuông hoặc hình nọ chồng lên hình kia. Yết Kiêu giả tượng hai gia nô, nhưng thực tài của họ chẳng thua vị gia tướng nào của quốc công. Thấy chủ tướng thức khuya, hai người đều lấp ló quanh quẩn, vừa là bảo vệ chủ tướng, vừa xem ngài có cần sai bảo điều gì. Trời lạnh tới mức nhìn hơi thở của quốc công phả ra qua mũi có màu trắng đục như hai luồng khói chạy song song. Yết Kiêu chạnh lòng về tuổi tác của chủ tướng đã cao mà vẫn chưa được hưởng nhàn, vẫn phải dầu rãi gió sương ngày đêm nghĩ kế phá giặc. Yết Kiêu mở tấm áo bông trần do phu nhân gói ghém gửi cho đức ông bữa chàng đi truyền lệnh ghé thăm bà tại nơi di táng. Chàng lặng lẽ khoác tấm áo lên vai vị tướng già. Hưng Đạo khẽ so vai ngừng nhìn người gia nô hỏi, áo nào vậy con? Ta thấy ấm hẳn lên. Bẩm quốc công, đây là tấm áo cũ của ngài, đức bà may sửa lại. Bữa con đi truyền lệnh cho Nhân Huệ Vương ở Vân Đồn về, có ghé thăm nơi đức bà cùng gia nhân di tán. Đức bà trao cho con mang đi và dặn khi nào trời lạnh thì đem ra để đức ông vận cho đỡ giá buốt. Vị tướng già nhìn xuống tấm áo cũ được may trần lại cẩn thận mà lòng xê sắt. Ông ngoái hỏi Yết Kiêu, bữa con về nhà, phu nhân có đỡ đau hai bên đầu gối không? Bẩm phu nhân nói dạo này đã đỡ hơn. Sao con không nói với ta? Bẩm, con thấy đức ông ít có lúc rảnh rỗi nên con không dám thưa. Quốc công đang muốn hỏi thêm về phu nhân ở nơi di tán thì phu nhân tông bước vào. Ngài vẫn sơ sài, nếu bằng vào y phục thời không thể biết ngài thuộc đẳng cấp nào. Chiếc áo bông dài may bằng vải thanh cát, đầu đội mũ bồ đài có dây buộc qua cằm, chân đi giày vải, cổ quấn dài khăn lụa màu nâu, ngang lưng không thắt đai mà buộc bằng sợi dóc to bằng ngón chân cái, hai đầu hút lại thành hai quả cầu tròn to bằng chiếc trứng vịt. Sợi dây dài hơn một sải tay, khi cần có thể dùng nó làm vũ khí, tựa như cây thiết lĩnh. Vừa thấy nhà vua, Hưng Đạo vội đứng dậy chào. Đêm khuya, sao bệ hạ không đi nghỉ để giữ gìn ngọc thể? Trong công cuộc kình chống với giặc dữ phương Bắc, Thượng Hoàng và bệ hạ là linh hồn của cuộc kháng chiến thần thánh này. Vậy nên phải bảo trọng tấm thân muôn quý để dùng cho nước. Phu nhân tông nhẹ giọng và với vẻ khiêm cung, ngài nói, bá phụ, nhã ra thời tiết giá lạnh thế này, bá phụ mới cần phải bảo trọng, chứ còn sức lực còn đang độ tráng niên, lo gì? Hưng Đạo mỉm cười đáp, diệt xong lũ quỷ phương Bắc, thần sẽ tuân chỉ, lui về điện viên dưỡng nhàn. Ngừng nhìn nhà vua, quốc công lại hỏi, chắc có điều gì quan yếu, bệ hạ cần chỉ dụ. Vua Nhân Tông thong thả nói, bá phụ, con nghĩ ta đã tiêu diệt hết đoàn thuyền chở lương thảo của giặc rồi, coi như đã tiêu diệt được một nửa sinh lực nó. Sao bá phụ không thả một ít tù binh trong đoàn vận lương của giặc cùng ít bằng cớ mà ta thu được, ném nó vào trại của Thoát Hoan, gây cho chúng hoảng loạn tinh thần, rồi ta làm cuộc đại phản công đuổi giặc ra khỏi bờ cõi, để dân chúng còn làm ăn, kẻo lại trễ hết cả mùa vụ. Bệ hạ nói rất phải, lòng bệ hạ thương dân như thương con,
nhưng giặc Bắc ngoan cố, nếu đuổi nó về rồi nó lại sang. Vì vậy thần muốn diệt hầu hết đoàn quân này, khiến nó khó bề hồi phục, và muốn đánh ta nữa cũng phải chuẩn bị hàng chục năm. Do đấy thần muốn nhử cho nó đuổi theo quân ta tới khi sức nó mỏi mệt, quân nó giải bành bành đóng đâu thì nằm chết dí tại chỗ, chứ không đủ sức cho quân ra khỏi trại cướp phá. Bởi nếu giặc chỉ có 300 quân xuất trại thì dân binh các làng hợp lại dư sức cản phá. Tâu bệ hạ, hiện nay trên mạn Bắc quân ta phối hợp với quân của các đầu mục người Man, vừa chặn đường tiếp tế lương thực của giặc từ Tư Minh bằng tường sang, vừa phục kích đánh quân tuần thám. Đêm đêm thì quấy rối các đồn trại giặc, còn tại đồng bằng thì việc quấy rối làm cho giặc mất ăn mất ngủ của Hưng Ninh Vương cũng đã bắt đầu. Chắc hẳn giặc còn căng sức truy đuổi ta, vậy ta phải đánh tiêu diệt cho chúng thiệt hại đáng kể, rồi mới tung cái tin giặc đã bị đánh úp cả một đoàn thuyền lương. Khi đó tinh thần giặc sẽ suy sụp hoàn toàn, chỉ còn nghĩ kế tháo chạy. Tâu bệ hạ, ta phải chủ tính lực lượng và phục quân ở những ngạt nào để tiêu diệt được càng nhiều quân giặc càng tốt. Nhưng chủ yếu vẫn là phải đánh gãy xương sống nó, để Hố Tất Liệt chưa cái thói ngạo mạn, cậy mình là nước lớn, dám nghịch mệnh trời, coi thiên hạ như cỏ rác. Nghe quốc công nói đến việc Hố Tất Liệt nghịch mệnh trời, Vua Nhân Tông trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi. Bá phụ dạy chí phải, nếu không đánh cho cha con Hố Tất Liệt gãy xương sống, thời không bao giờ chúng chịu để cho ta yên. Đúng vậy, từ thời vua Lê Hoàn đánh quân xâm lược nhà Tống năm Tân Tỵ 981, trời đã ứng mệnh nước ta qua lời thần mắng giặc trên sông Như Nguyệt, và nhà vua khe khẽ đọc Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đằng hành khan thủ bại hư. Có nghĩa là sông núi nước Nam, vua Nam ở, cõi bờ đã định tự sách trời, cứ chi quân giặc sang xâm lược, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Và năm Đinh Tỵ 1077, Lý Thường Kiệt đánh quân xâm lược nhà Tống, nửa đêm thần lại xuất hiện mắng giặc một lần nữa trên sông Như Nguyệt. Nhà vua vừa nhẩm đọc xong, Hưng Đạo liền nói với vẻ xác quyết: thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả phong. Có nghĩa là tuân theo mệnh trời thì tồn tại, cưỡng lại mệnh trời thì bị tiêu diệt. Mệnh trời ngày nay ta hiểu là quy luật của tạo hóa. Dạ đúng như báo phụ dạy, nhưng sao tới lúc này mà Thoát Hoan vẫn chưa nghĩ tới việc quân lương của nó đã bị tiêu diệt gọn rồi sao? Bệ hạ còn lạ gì, giặc lúc nào cũng tự phụ, chúng tin vào tên cướp biển Trương Văn Hổ làm giao chỉ vận lương đô tổng quản, thời một hạt lương cũng không thể xa xảy. Thuyền lương đến chậm chỉ vì trở nặng không thể đi nhanh hơn, nhưng tới nay chúng cũng đã hơi lo, nên cho quân đi sục sạo vơ vét lương thực về tập trung ở đồn trại Chí Linh, cũng được giam vạn thạch. Tuy vậy, chúng phải đổi mỗi đấu lương bằng một đấu máu. Ngừng lời trong giây lát, Hưng Đạo lại hỏi: bệ hạ tới đây có đem theo chiếu dụ hoặc ý chỉ gì của Thượng Hoàng không? Thật ra Nhân Tông tới quân doanh của quốc công là do ý chỉ của Thượng Hoàng, song nhà vua chưa tìm được cách truyền đạt. Khi được Hưng Đạo hỏi tới, nhà vua liền đáp: thưa bá phụ, phụ hoàng con dậy, phải thưa lại với bá phụ, ta đã diệt được hết thảy quân lương của giặc, sao không nhân đà đánh đuổi chúng ra khỏi cõi bờ sớm đi, để dân chúng đỡ lầm than. Nghe nhà vua truyền lại ý chỉ của Thượng Hoàng, Hưng Đạo nuốt một tiếng thở dài vào đáy giả, và tự nhiên khiến ông nhớ lại cuộc kháng chiến năm Ất Dậu, biết bao khó khăn trở ngại trước thế giặc mạnh, phải gỡ bỏ bằng được sự ngờ vực dấy lên từ trong nội tộc. Sau đó là sự vân vân về khả năng chống đỡ của quân ta, cũng chỉ bởi lòng thương dân của Thượng Hoàng. Lòng thương dân dù sâu xa đến mấy vẫn là chưa đủ, phải nghĩ đến sự trường tồn của thế nước mới là thương dân trọn vẹn. Nghĩ vậy, Hưng Đạo bèn nói: bệ hạ nên lựa lời tâu lại để Thượng Hoàng yên tâm. Thời gian đuổi giặc ra khỏi cõi bờ ta cũng không còn phải đợi chờ lâu nữa đâu. Thần chỉ muốn tàn mỏng quân giặc ra cho dễ đánh, cho đỡ tốn máu xương sĩ tốt, và càng tiêu diệt được nhiều sinh lực nó thì nó mới bớt hung hăng và không dám coi thường ta. Chắc chỉ nay mai là sẽ có những trận đánh lớn. Bệ hạ và Thượng Hoàng chờ nghe tin báo tiệp, và khi nào cần thần sẽ xin bệ hạ đem quân thánh dược trợ chiến. Từ lâu Vua Nhân Tông đã biết nỗi lòng trắc ẩn của người cha vợ và cũng là bác của mình. Nhà vua đã hiệp tác với ông để hóa giải mọi hiểm khích, để đạt tới sự đồng tâm nhất trí dẫn tới cuộc đại thắng giặc Nguyên năm Ất Dậu.
Nay thì Chiêu Minh Vương Quang Khải đã có cái tâm hòa ái độ lượng, ông tự nhường ngôi tướng quốc cho cháu là Đức Việt, lại nhận làm trợ thủ cho quốc công. Ôi cái đức đó chẳng phải từ quốc công mà ra sao. Đêm ấy, Vua Nhân Tông nghỉ lại quân doanh của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hai bác cháu bàn kế phá giặc thâu đêm. Sớm hôm sau, đã có quân về báo tiệp. Khoảng đầu giờ Tuất đêm qua, nhằm lúc mưa dầm nặng hạt, trời tối mịt mùng, 2.000 kỵ binh giặc tiến vào cổng thành Hoa Lư, bị hàng vạn tay cung ứng của tướng Trần Toàn phục đánh. Giặc chết tới quá nửa, phải quay đầu chạy trở lại Thăng Long. Lại nói khi Thoát Hoan đem quân vào Thăng Long, chỉ bị chống trả sơ sài, thiệt hại không đáng kể. Thoát Hoan ra lệnh cho ba quân phải cấp kỳ đuổi bắt bằng được hai vua mà y thường gọi một cách hỗn láo là cha con Nhật Huyên. Hơn 2.000 quân kỵ do Hữu Thừa Abachi đã bị quân Đại Việt phục kích tiêu diệt tới quá nửa, phải tháo chạy trở lại Thăng Long. Vô Mã Nhi với hơn 300 chiến thuyền chở đầy áp quân lính truy đuổi hai vua. Trịnh Bằng Phi cũng dẫn 5 vạn quân tiến theo hai đường thủy bộ về thẳng Thiên Trường, nhưng y phải chia quân chiếm đóng ở những nơi có vị trí sung yếu, có khả năng kiểm soát cả một vùng. Đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi cờ dĩ dập trời kéo dài tới mấy chục dặm sông. Tới đâu y cũng xua quân lên bộ, bắt dân hỏi về tâm tích hai vua. Tất cả mọi người trả lời đều có thấy một đoàn thuyền hàng trăm chiếc chở đầy quân lính. Trong đó có cả hai chiếc lâu thuyền trang hoàng màn giáo lộng lẫy, nhưng không biết chở ai, và họ mới qua đây chỉ có một ngày. Ô Mã Nhi bèn hội chư tướng nói, quân nó chạy trốn lại hộ giá hai vua nó nữa, nên không thể chạy nhanh được. Vậy phải lập đội khinh thuyền đuổi gấp còn đại quân tiến sau. Ô Mã Nhi sai chọn 50 chiến thuyền nhỏ hơn so với các thuyền khác, lại chọn các tay thủy thủ khỏe nhất, dạn dày chiến trận, cùng một vạn quân cung thủ thiện xảo, đích thân Ô Mã Nhi thống lĩnh ngày đêm, rượt đuổi hai vua nhà Trần và Trần Hưng Đạo. Khi chiến thuyền Ô Mã Nhi đến cửa Hải Thị, là ngã ba giữa sông Hồng và sông Luộc, nơi có đường thông ra biển, thì không thấy bóng dáng quân Đại Việt, chỉ thấy vài chiếc thuyền thả trôi bồng bềnh giữa ngã ba sông. Y bèn cho quân ra thu lấy, trên thuyền còn bỏ lại vài đồ khí giới như cung nỏ giáo mác với ít đồ ăn như cơm nắm, cá khô, muối vừng. Ô Mã Nhi biết là quân Đại Việt đã đưa vua nó đi trốn, nhưng không biết đi về nẻo nào. Y sai quân lên bờ, bắt dân chúng tra hỏi. Giặc xô quân lên bờ, chúng kéo nhau vào các trang ấp thuần gặp cảnh vườn không nhà trống, chúng liền phóng hỏa đốt, khói lửa rừng rực khắp xóm thôn. Cuối cùng, chúng bắt được hơn chục cụ già, những người già râu tóc bạc trắng run rẩy trong giá lạnh. Vì rằng giặc lột hết áo ấm, hai cánh tay bị trói, hai cổ tay bắt chéo bị trói bởi một dây thừng thắt nhiều nút và một dây thòng lọng thòng vào cổ, đầu dây do một tên lính Hán kéo căng. Thỉnh thoảng y lại giật sợi dây cho người bị trói ngã rúi rụi. Ô Mã Nhi sai mấy đứa thông dịch hỏi, quan tham chi chính sự bạt đô tha tội chết cho mấy lão già, đó là phúc lớn, sao mấy người không quỳ xuống lạy tạ. Các cụ rét nổi da gà, mặt tái xám, nhưng không một ai kêu xin. Bỗng từ giữa đám đông người bị trói, một cụ nói giọng thều thào, các ông trói người cứng như khúc gỗ, sao còn có thể cúi mà đáp lễ được. Cởi trói cho chúng nó, Ô Mã Nhi ra lệnh. Dù đã được cởi trói, nhưng trời giá lạnh, các cụ vẫn cứ run cầm cập, hai hàm răng chạm vào nhau, hơi thở phả ra, mở như khói như sương. Tâm địa sói lang như Ô Mã Nhi cũng động lòng chắc ẩn, y biết những người này sao có thể chống lại quan quân. Vì vậy, y bắt bọn thuộc cấp phải trả lại áo ấm cho mấy người già. Nhận lại áo, hơi ấm dần làm các cụ đã có khí sắc. Một cụ nói, tạ ơn ông lớn trả lại áo rét cho người già. Không một ai quỳ lạy, dường như điều đó cũng không làm Ô Mã Nhi bực giận. Vì rằng Ô Mã Nhi là người Mông Cổ, theo văn hóa du mục, nên không chấp nê như đám tay sai người Hán. Ô Mã Nhi cất giọng đe, ta hỏi các người phải trả lời đầy đủ, nếu quanh co giấu giếm, chắc mạng sống của các người sẽ nằm trong bụng cá. Chỉ tay về phía cụ già đứng ở cuối hàng, y hỏi, lão già trông thấy đoàn thuyền của vua An Nam và quan quân chạy qua đây từ lúc nào? Cụ không có vẻ gì là bối rối nói ngay, bẩm ông, nhà tôi ở sâu trong thôn ấp, không ruộng cấy ngoài bờ bãi, hoặc đi bắt cá bắt tôm gì ngoài sông, nên không biết đã có thuyền bè gì ngoài sông. Ô Mã Nhi hỏi tới 6-7 người, ai cũng tìm cách nói một cách rất hợp lý về sự không trông thấy quân Đại Việt rút qua đây vào lúc nào.
Ô Mã Nhi mặt đỏ phừng phừng, y cho rằng các cụ già đã cố tình che giấu. Bỗng cụ già đứng phía đầu hàng liền nói, lão có thấy, lão có biết các việc mà ông lớn đang hỏi. Vậy ngươi nói đi, tôi vừa sống bằng nghề nông, vừa sống bằng nghề trải lưới. Cách đây đúng 3 ngày, tôi đang thả lưới ở cửa lạch giáp với con sông này. Bỗng nghe thấy tiếng à à vang lên khắp mặt sông và sóng gợn mỗi lúc mỗi to hơn. Tôi nghi là thuyền giặc, tức là các ông sắp qua đây, vội cuộn lưới rồi lui thuyền vào ẩn trong bãi cói. Khoảng nửa canh giờ sau thì thấy thuyền quân đi dập cả sông. Chỉ thấy tiếng mái chèo khuôn nước, tiếng thuyền xé nước rào rào. Độ 40-50 chiếc thuyền cứ ầm ầm lao đi. Chiếc đi đầu trương hiệu cờ Đại Việt, tiếp đó là 2 chiếc lâu thuyền, tầng trên quây màn sáo. Chiếc đi trước vẽ hình con cá vàng kim ngư, chiếc đi sau vẽ hình con rồng vàng kim long. Cả 2 chiếc đều lộng lẫy lắm, nhưng tôi không biết trong đó chở những ai. 9 thuyền cứ đi dầm dập, chờ mãi không biết đến bao giờ cho hết. Tôi bèn bỏ thuyền lội qua bãi cói về làng. Sáng hôm sau tôi ra bãi lấy thuyền, thấy mặt sông vắng hoe, chỉ còn mấy xác thuyền dập dềnh trên mặt nước. Chắc ra biển, những chiếc thuyền kia nhỏ bé ọp ẹp nên người ta vứt bỏ lại. Nghe ông già kể có đầu có đuôi, hợp lý hợp tình, Ô Mã Nhi giận dữ rút gươm chỉ về phía biển, nói như đe dọa các vua nhà Trần. Các ngươi chạy lên trời, ta theo lên trời. Các ngươi chạy xuống đất, ta theo xuống đất. Ngươi trốn lên núi, ta theo lên núi. Ngươi lặn xuống nước, ta theo xuống nước. Nói xong, Ô Mã Nhi sai hải đội binh thuyền lập tức lên đường. Lòng đầy tức giận, Ô Mã Nhi nói với Tả Hữu, ta quyết bắt hàng bằng được vua tôi nước nó để Trấn Nam Vương trị tội. Tham trì phản tiếp bèn thưa, cứ như mấy lão già cung khai thì đúng là 2 vua nó đã chạy qua đường này. Nhưng chúng chạy khỏi đây đã qua 2 ngày đêm và biển mênh mông, biết nó chạy đường nào mà đuổi. Chi bằng chủ tướng cho quân lên bờ giết hết dân nó, cướp lấy của cải của nó, khiến nó vừa sợ hãi vừa lo ta giết hết dân nó thì buộc vua tôi nó phải ra hàng. Ngẫm nghĩ giây lát, Phan tiếp lại nói, tôi có kế này, nếu chủ tướng làm theo, ắt cha con Nhật Huyên phải tới cửa Trấn Nam Vương xin hàng ngay. Ô Mã Nhi vụt tươi hẳn lên, hỏi ngay, tham chi có kế gì hay, nói thử ta nghe. Phan tiếp làm ra vẻ nghiêm trọng nói, các nước theo về văn hóa khổng mạnh của Trung Quốc thì không có gì quan yếu và kính cẩn bằng tôn miếu và lăng mộ. Thế thì sao? Ô Mã Nhi vội hỏi. Bởi Ô Mã Nhi theo về văn hóa du mục, đâu biết đến lễ nghĩa. Tham chi chính sự Bạt Đô không biết thật sao? Phản tiếp vừa cười lớn vừa hỏi lại, rồi y tiếp, vậy ý tướng quân thế nào? Có phải nếu ta phá những thứ đó thì chúng sợ hãi mà ra hàng không? Nếu đúng vậy, sao ta không ra tay sớm đi? Cuộc chinh nam nằm Ất Dậu để phá tán cái linh khí của họ Trần, quan hữu thừa Lý Hằng đã xui Trấn Nam Vương cho quân vào đóng trong điện Chí Kính và trong nhà Thái Miếu, trong điện Thiên An của nó. Tướng quân còn lạ gì đám lính Ô Hợp, nó đóng ở đâu thì nó phá vách, nó gây ô uế ở đó, dù có ngăn cấm cũng không được. Phản tiếp xúi Ô Mã Nhi làm điều thất đức mà không nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu. Hai viên hữu thừa, Tả thừa Lý Hằng, Lý Quán xúi Thất Hoan làm điều sằng bậy, chúng đều phải đền tội ác. Ngay cả khi chúng đã chạy về Tư Minh là đất Trung Quốc, vẫn bị quân Đại Việt truy đuổi và dùng tên độc hạ sát. Vậy mô mả nhà Trần táng ở đâu? Ông có biết dẫn đại quân vào đó, quật mả tổ tiên nó lên mà trừng phạt? Ô Mã Nhi như người sắp chết đuối, vớ được đám bọt nước liền bấu ngay vào. Bây giờ chưa biết vua tôi nó chạy ngả nào, để cho quân thám đi dò xét, rồi ta sẽ tính sau. Vậy trước hết, hãy làm việc cần làm. Phản tiếp liền mở tấm bản đồ ra dò tìm. Một lát y nói, đất phát tích của họ Trần ở Thái Đường, mồ mả tổ tiên họ Trần hẳn phải chôn cất tại đó. Nghe nói tại đó có cả mộ chôn Thái Vương, tức cha đẻ của Nhật Huyên. Thế là tiện đường sông, đại binh thuyền của Ô Mã Nhi căng buồm đi thêm vài chục dặm nữa là cập bến, rồi xua hàng vạn quân lên bờ. Chúng sục sạo vào trong thôn ấp, bắt dân dẫn đi, nói là qua viếng tổ đường nhà Trần và khu lăng mộ. Dân chúng vô tình dẫn giặc đi mà không lường được dã tâm của nó. Giặc vào tới nhà thờ họ Trần, chúng thấy các đồ thờ đã di chuyển, chỉ còn lại mấy bát bình hương cổ kính và ít hoành phi câu đối. Ô Mã Nhi không đọc được các chữ nghĩa kia nói gì, nhưng cái màu vàng son chói lọi của các hoành phi câu đối đập vào mắt khiến y khó chịu. Ô Mã Nhi rút phăng thanh kiếm đeo bên sườn, giương thẳng tay chém chiếc câu đối treo áp vào cột.
kiếm sắc lại được kẻ Vũ Phu dùng hết sức, nên y chỉ chém một nhát là tấm gỗ dày tới cả đốt ngón tay đứt làm đôi và rơi xuống sàn gạch nhẹ như một chiếc lá. Còn lưỡi kiếm lại mắc vào thân cột, khiến Ô Mã Nhi phải dùng hết sức mới giật được thanh kiếm ra khỏi thân cột. Ô Mã Nhi kinh ngạc, không hiểu cây cột kia làm bằng một thứ đá hoặc sắt thép gì mà rắn vậy. Y ra lệnh đốt căn điện thờ. Phan Tiếp vội ngăn lại: "Tướng quân không nên đốt, và lại thứ gỗ này rắn như sắt, bền như đá, dẫu có đốt cũng không cháy. Để tôi phá các vật trong điện thờ, tổ tiên nhà Trần sẽ mất thiêng." Nói xong, y chỉ tay về phía mấy chiếc bình hương bằng gốm men nâu đặt trên những chiếc kỷ thờ chạm trổ khá tinh xảo. Phản Tiếp nhặt chiếc vồ gỗ chiêng, rồi từ tay y đi đập vỡ từng chiếc bình hương. Ngước nhìn bức hoành phi sơn then với hai hàng chữ vàng chói: "Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư." Tên hắn gian tay sai của người Mông Cổ này dường như không chịu nổi, y sai lính hạ xuống cùng với tất cả câu đối trong ngôi đền, rồi bắt chúng phải đốt cho bằng hết. Nhìn thẳng ra phía trước ngôi đền, thấy có mấy gò đất cao như núi, Phản Tiếp biết ngay đó là khu lăng mộ tổ phụ nhà Trần. Y bèn nói với Ô Mã Nhi: "Bẩm tướng quân, ta phải cho đào mấy cái mả kia mới có thể kinh động đến đám vua tôi nhà Trần. Sớm muộn chúng cũng phải ra hàng trấn Nam Vương." Ô Mã Nhi gật đầu: "Thấy việc cần làm, sao ông không làm ngay đi?" Thế là ngay lập tức, giặc xua tới cả ngàn tên quân ào ạt xông lên các gò đất cao. Ngoài võ khí thường mang, chúng còn đem theo cả mai quốc thuộng, những gò đất cao hơn cả ngọn tre và rộng như cả một cánh đồng. Chúng sục sạo vạch cây vạch cỏ, tìm mãi không thấy một chỉ dấu nào về ngôi mộ tổ họ Trần, mà chỉ có tấm mộ chí cắm trên đỉnh gò cao nhất và to nhất với dòng chữ Triện khắc sâu vào đó: "Thái Vương chi mộ." Giặc yên tâm đã tìm thấy mộ của vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh, liền cho quân khai đào. Cả một trái núi rộng lớn, không biết quan quách nằm ở chỗ nào. Mặc dù giặc đã lấy bia mộ làm chỉ dấu để khai một miệng hố khá rộng và đào sâu tới 4-5 sải tay. Giặc cho quân hì hục đào bới cả buổi chiều, tới khi trời đã mờ mờ tối, vẫn chưa thấy quan quách. Ô Mã Nhi cho thu quân xuống thuyền và tiến thẳng ra biển để truy đuổi vua tôi nhà Trần và để lại sau nó những đám cháy rừng rực khắp làng quê. Sự thật, giặc đã đào đúng huyệt mộ, chỉ còn cách vài thép mai nữa là tới nắp quan tài. Nhưng chúng đã nản, tưởng cách chôn cất các bậc vua chúa An Nam cũng che đậy rắc rối, mù mờ như ở bên Trung Hoa. Mộ đấy mà chẳng phải mộ như mà Tân Thủy Hoàng, Khổng Minh, Tào Tháo. Vài thép mai, độ dài mỗi thép mai chừng 0,35 đến 0,40 mét. Giặc đã khùng đã phải dùng đến mạt kế là đào mồ quốc mả, cũng có thể nói đây là ô nhục kế của kẻ làm tướng. Rốt cuộc cũng chẳng ăn thua gì, vẫn phải quay đảo như quân đèn cù do sự điều khiển vô hình của quốc công Tiết Chế thống lĩnh chi quân sự Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Trong khi đó, các tướng Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão sắm vai hai vua chạy trốn, khiến quân giặc lẽo đẽo theo sau cho đến khi mất hút. Hoàn thành diệu kế, hai tướng đưa quân về ra mắt Hưng Đạo, ra mắt hai vua được nhà vua ngợi khen và sai ghi tên vào sổ bộ để sau khi đuổi xong giặc triều đình sẽ định công khen thưởng. Hưng Đạo đã đưa các quân thủy bộ về tăng cường cho vùng Tháp Sơn, vùng Nghi Dương và đang chuẩn bị cho cuộc phản công đuổi giặc. Tháp Sơn tức Đồ Sơn ngày nay, Nghi Dương nay thuộc vùng Kiến Thụy, Hải Phòng. Năm nay, cả nước hầu như không có Tết. Giặc vào cõi từ cuối tháng 1, qua tháng Chạp, chúng đánh rộng ra các vùng, chiếm các nơi hiểm yếu. Các đường giao thông thủy bộ đi về phía nào cũng đụng phải giặc. Và gần giáp Tết thì Thoát Hoan kéo quân về, chiếm cả kinh thành Thăng Long. Cũng như cuộc kháng giặc năm Ất Dậu, theo lời hiệu triệu của triều đình, toàn dân làm kế thanh dã. Giặc đi tới đâu cũng chỉ gặp vườn không nhà trống, không có gì để cướp, nên chúng đốt phá nhà dân, triệt phá hoa màu, thiệt hại không biết đâu mà kể. Qua 2 tháng, chờ quân tiếp lương không thấy đến, quân tải lương từ Quảng Tây sang bằng đường bộ đều bị quân Man tập kích, 10 phần mất tới 8-9 phần, số lương thực quân đem theo cũng đã cạn. Thoát Hoan đang lo lắng, số quân tuy nhiều nhưng phải giải mỏng ra chiếm đất, muốn tập trung quân đi đánh chỗ nọ lại phải bỏ đất đã chiếm ở chỗ kia. Đã thế, đêm đêm quân Việt còn quấy rối, chỗ thì hò reo, đánh trống đồng, chiêng đồng, huôn náo inh ỏi.
quân mất ăn mất ngủ, mỏi mệt, ốm đau ngày một nhiều hơn. Chỗ nào sơ hở, quân Việt cậy đông xông vào, có khi diệt hết một doanh trại tới cả ngàn quân. Lại cũng có khi quân Việt dùng tên bồi nhùi bắn hàng loạt vào doanh trại, nhân lúc trời hanh heo gây cháy hết nơi này đến nơi khác, khiến lòng quân sinh rối. Từ khi Thoát Hoan sai phản tiếp, đem thêm quân và thuyền bè đi đăng viện cho Ô Mã Nhi để đuổi bắt bằng được các vua nhà Trần. Trấn Nam Vương chỉ giữ bên mình 1/3 số quân thủy cùng thuyền bè để tiện sai khiến, hoặc khi cần chuyển quân qua sông sẽ bớt đi trở ngại. Thoát Hoan về Thăng Long, giao cả vùng Vạn Kiếp cho Áo Lỗ Xích thống lĩnh, vẫn không quên dặn viên phó tướng phải đốc quân ngày đêm đóng mới thuyền bè để dự phòng, để bù vào chỗ hao hụt trong khi giao tranh. Ô Mã Nhi phản tiếp đã gắng hết sức mình, vẫn chưa làm được điều Thoát Hoan cũng như Hốt Tất Liệt trông đợi. Trong lòng hai viên dũng tướng này luôn tỏ ra áy náy. Khi thuyền ra gần đến cửa biển, Ô Mã Nhi chợt hỏi: "Phản tướng quân, ông thử đoán cha con Nhật Huyên và Hưng Đạo trốn chạy nẻo nào? Chúng vào Thanh Hóa, Champa, hay chúng lại trở về Vân Đồn, chiêu tập đám quân thất tán rồi đánh vào Vạn Kiếp? Chúng ta phải phán đoán thật thấu đáo và phải quyết ngay cho các viên đô đốc biết hải trình." Một thoáng ngẫm nghĩ, Phản tiếp đáp: "Thưa tướng quân, quyền nguyên soái trong tay, ngài quyết thế nào tôi cũng xin theo. Nhưng chắc cha con vua Trần và Hưng Đạo chưa bỏ cuộc đâu. Nếu họ trốn vào Champa, có khác chi bỏ nước cho ta? Như vậy cũng có khác chi giao chỉ đầu hàng. Cho nên cái ý nguyên soái dự phòng họ chạy về Vân Đồn, tập hợp lại lực lượng để đánh vào Vạn Kiếp là có lý. Vì vậy ta nên càn quét vùng Tháp Sơn qua cửa Đại Bàng, sau đó trở lại Vân Đồn xem Trương Văn Hổ đã tới chưa. Nhân tiện tảo thanh quân nó xong, ta qua nẻo An Bang vào cửa Bạch Đằng rồi ngược Vạn Kiếp. Ta quét một vòng như thế tất sẽ gặp giặc ở chỗ này chỗ khác. Chỉ có thế ta mới có cơ hội vặt trụi lông cánh Hưng Đạo, buộc cha con vua Trần phải ra hàng Trấn Nam Vương. Công việc bình định của thiên triều mới sớm kết thúc, để còn chia nước nó thành quận huyện mà cai trị." Nghe Phản Tiếp nói có lý, Ô Mã Nhi bèn hạ lệnh cho đại đội binh thuyền sông buồm qua hướng Bắc. Một đoàn mấy trăm chiến thuyền khi còn đi ở trong sông thì trùng trùng điệp điệp, nom như binh tướng nhà trời. Thế mà khi ra biển lại lọt thỏm giữa mênh mông trời nước, chẳng khác chi một đám bèo trôi giật giờ. Đang mùa gió bấc, thuyền lại đi về hướng Bắc nên ngược gió, thuyền cứ phải chạy vát để buồm hướng gió. Cả mấy trăm chiến thuyền cứ lăng xăng kiếm gió, xa trông như một bầy bướm vỡ đàn. Và vì ngược gió nên đoàn binh thuyền đi có vẻ lờ đờ chậm chạp. Khoảng một ngày sau, khi binh thuyền của Ô Mã Nhi quay đầu về hướng Bắc, trên đỉnh ngọn tháp Tường Long, những người lính canh phòng trên vọng hải đài này nhìn thấy màu sắc cánh buồm lờ mờ hiện lên từ rất xa. Tin được loan báo rất nhanh bằng đường ngựa chạm về đại bản doanh của quốc công Tiết Chí, Hưng Đạo Vương. Nếu video mang tới cho quý vị những thông tin bổ ích, quý vị hãy đăng ký và like để chúng tôi có thêm động lực để cho ra những video hay và bổ ích hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi tới cuối video. Hãy comment góp ý cho chúng tôi để kênh phát triển hơn và mang tới cho quý vị những câu chuyện lịch sử hay và quý giá hơn nữa. Cảm ơn và thân chào quý vị.